lừa tình lừa tiền. Rồi bắt đầu là người ta nói ngon nói ngọt là dắt bà không đẻ được cho tôi. Thì cho tôi xin một người về sống với bà với tôi. Là sao? Xin một người là người sao? Cho một người về sống để đẻ cho ông kiếm đứa con. Ui giời. Rồi tôi cũng chấp nhận. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong mấy ngày đây thì nói thật là mấy anh em cũng rất bận, rất nhiều công việc. Thì cô chú anh chị cũng thấy là anh Hải thì đi Mỹ, còn là một số anh em ở đây thì công dân thì cũng đi sang nước ngoài để giải cứu một số thanh thiếu niên, phải nói là việc nhẹ lương cao để ham tiền, bị dụ và thậm chí bị người thân dụ bán ra nước ngoài, Myanmar đó, đưa về xa lắm. Nhưng mà đây hôm nay thì anh em lại tiếp tục quay trở về với công việc đời thường để tiếp tục giúp người và giúp đời đó. Thì trong những ngày gần đây thì anh em cũng tiếp cận và đã ghi hình và đăng tải rất nhiều, đặc biệt là các anh trai hoặc các em trai về đây chia sẻ những câu chuyện phải nói là nghe rất buồn, là vợ bỏ hoặc vợ ôm tiền đi theo người khác. Nhưng hôm nay một câu chuyện rất đặc biệt, vô cùng rất đặc biệt, rất lâu rồi một cái câu chuyện này phải nói là rất đặc biệt, một câu chuyện này phải nói là rất ly kỳ. Và chắc chắn là câu chuyện này nếu mà nói chuyện đây thì chắc chắn là các nhiều cô chú anh chị nghe rất hấp dẫn đó. Nhưng mà hấp dẫn như nào thì đây là chính nhân vật hiện nay sẽ chia sẻ ra, hy vọng là cô chú anh chị cố gắng theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào chị gái nhé. Em tên Bùi Thị Hiền, ở đất em là bên Lâm Đồng qua đây. Em là qua ngã ba Nhân Trạch. Em làm ăn, em quen anh rồi, Nguyễn Văn Cường. Chị bây giờ thế này. Em hỏi đâu chị nói chuyện đó. Cho dễ ha. Chị Hiền, chị tên Hiền ha. Dạ. Chị Hiền sinh năm mấy? Sinh năm 77. 77. Chị là hiện nay chị đang sống ở đâu? Chị sống Đồng Nai. Đồng Nai ạ. 77 ạ. 77 mà trẻ dữ vậy. Mình đẹp gái sinh năm 77 thì nhưng mà sao mình hôm nay mà mình đi nhờ giúp anh em giúp mà sao mình thì... còn đeo nhiều vàng này, vàng giả đó hiệp sĩ Bình Dương, vàng giả bán lại không thì anh xin em cho đồ giả không, mà lấy làm mua, gì mua bán luôn 10.000 rồi trả 500.000 bây giờ trả 500.000 ok nhá. Ok 500.000 lột luôn, lột cái nhẫn nha, lột nhẫn 500 rồi. Tiền giao cho múc nha, cô chú chị nhé. Tiền giao cho múc. Đồ giá cũng lấy. Rồi tôi nhìn thấy chiếc này là tôi kết rồi. Tôi thấy bên trong rồi. Giá tôi cũng lấy rồi nha. Đây là một cái video minh chứng rồi, hàng triệu người sẽ thấy nha. Đây là hai cái nhẫn này chị nói là giá, nhưng mà theo mình nhìn nhận là cái này 5 phân. Cái này chắc 7-8 phân rồi đó. Hoặc học 1 chỉ. Rồi 500. Cộng dây chuyền thì bao nhiêu nữa? Cộng dây chuyền này bán 20.000, mua 20.000. Trả chị 500. Giá tôi đánh nhảy liều, tôi mua cho con tôi chơi. Okay. Đây là 1 triệu rồi, tháo dây chuyền ra. Tháo được, em chích liền. Em cột chánh. Không tháo, tôi giật đây, tôi giật. Bây giờ anh em làm chứng thì giật. Đây, tôi giật. Tôi thích hàng giá rồi. Hàng thật tôi không khoái. Móc rồi. Ôi, cái móc này, ôi, móc tôi nhìn mã số rồi. Móc này là cái mã số đây nha, tí không đòi nha. Đây, tiền giao cho múc anh em nha. Rồi. Đây là một cọng dây. Tôi bây giờ thì hiện nay là mình cũng không biết là vàng phải thật hay bằng giá, bởi vì vàng mình không có tiền mua. Cho nên là mình cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà theo như mình nghĩ là đây là hàng này giá, nhưng mà mình cũng thử gọi là làm liều nhá, 1 triệu nhá. Đúng chưa? Tiền trao cho múc nhá, hai cái nhẫn nhá. Một cái to một xíu và một cái không cười. Bây giờ là cười thật, không có cười gượng. Đấy. Bây giờ là cái này đấy, tí này tớ sẽ lấu vào một son và tớ đem ra tiệm vàng. Hỏi người ta nếu mà hên xui, một là hôm nay là cha kiếm được vài củ, mà hai sẽ mất một củ thôi. Vào đây nhá. Đấy, đây là một người đặc trưng, không phải vào. Nhá, rõ ràng không cười nhá. Không, cái này không cười rõ ràng. Sáng nay nhưng mà người ta nói là nếu mà lượm được vàng thì là không may. Nhưng mình thì rất thích không may mà lượm được vàng. Dạ. Đấy, rồi nhá. Okay. Được chưa, rồi cất tiền đi. Chị cất tiền đi. Em có ngày... Chị cất tiền đi. Rút tiền rút vào gió. Không đòi nhá, rồi xong nhá. Đây là mọi người làm chứng nhá. Đây là hàng triệu người làm chứng. Mình xin, mình thấy bên trong có số và vàng này là vàng giả, nhưng mà bên trong nó có số là 4 số 9 đấy, mà chữ gì kim toang 1 kim toang là 4 số 9 đấy, 1C là có là 1 chỉ đấy, chỉ thôi được rồi, không nói nhá. Hy vọng là hôm nay nó là thật, thì hôm nay tớ được kèo thơm, chắc chỗ này 4-5 chỉ. Rồi bây giờ mình nói tiếp câu chuyện nhá. Chị đang làm nghề gì? Thì cũng buôn bán. Hồi xưa chị sống với anh là buôn bán.
để chị tin tưởng anh là anh nào? Anh Nguyễn Văn Cường. Ở hôm nay chị đến đây nhờ chị ai? Đến nhờ đây là anh nhờ, em giúp nhờ gì? Hiệp sĩ Bình Dương giúp đỡ cho chị trong lúc chị sống người ta mấy năm trời thì người ta lừa tình lừa tiền. Rồi bắt đầu là người ta nói ngon nói ngọt là dắt bà không đẻ được cho tôi. Thì cho tôi xin một người về sống với bà với tôi. Là sao? Xin một người là người nào? Cho một người về sống để đẻ cho ông kiếm đứa con. Ui giời. Rồi tôi cũng chấp nhận cái điều kiện của anh á, thì tôi sống với anh cũng 3 năm rồi. Thì gần Tết tôi nhờ anh Nguyễn Văn Cường này, Phạm Văn Cường này ở Đồng Nai là tôi nhủ anh ấy là chuyển đồ dùng giờ nhà người ta bán thì anh chuyển dùng bà. Anh Cường sinh năm mấy? Anh sinh năm 1993. 93. Mà chị sinh năm mấy? Chị sinh năm 77. 77, 93, đếm đốt con tay đi. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 93 đúng không? Bên này là 14, 16 tuổi. Đúng chưa? Được. Nhưng mà rồi, anh Cường này là sinh năm 93 là năm nay 31 tuổi. 31 tuổi. Có vợ chưa? Anh này chưa có vợ. Anh quê đâu? Anh quê ở Đồng Nai. Kèo thơm vậy hả? Ở Đồng Nai. Đồng Nai hả? Anh này ấy, là Phước Thái, Long Thành. Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Nhưng mà chị đến nhà chưa? Là khi về là anh dắt chị về. Là hồi đó là mẹ anh ấy mất. Là chị với anh về làm đám ma, cũng thắp nhang, rồi gia đình đồng ý là thắp nhang. Nhưng mà mình hôm nay thắp nhang là mình đã mặc áo trắng chưa? Áo thì nói thì hay là mình mặc áo thường? Áo thường. Nhưng mà dắt về là gia đình cũng chấp nhận, rồi cùng khuyên với anh ấy là thôi giờ người ta tốt với con thì con sống với người ta có tốt. Thì em tin người tin của Nguyễn Văn Cường là để sống tôi cũng có cha có mẹ. Tôi trẻ một cô lớn lên, tôi đặt cái tình thương vào chị ấy, chị đúng không? Tôi đặt vào tình thương cho của anh Cường này. Rồi anh Cường nói rằng là em ơi, giờ đi sống thì hồi anh Cường sống với tôi là anh Cường không làm gì hết. Anh Cường ở nhà vì làm mảng gì a đồ gì đó, không biết. A đồ nào mà làm thất đức vậy không? Hỏi các cô các bác. A đồ thì giúp người, giúp đời. Bên a đồ sống một người hết mình, hết tình mình mà người ta chà đạp mình thì có thể phải lên đây để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ và một chị Bình Dương giúp đỡ cho tôi lấy công bằng. Tại vì tôi là quá đau rồi, tôi tin tưởng. Đau. Vì đặt niềm tin, anh dẫn về nhà, anh đâu. Nói với tôi rằng là sắm đồ đạc tất cả để sống như một người chồng, người vợ. Tuy rằng không cưới hỏi mấy năm trời, tôi không có con, anh xin tôi một đứa con. Cho tôi dắt một người về để làm đứa con. Là để sao? Người đó đẻ cho ảnh một đứa con. Có nghĩa rằng xin em xin kiếm tìm để chị xin chị xin chị là giờ ông, bà ông, bà cho tôi kiếm một người. Có nghĩa là ông Cường này đang sống với chị nhưng mà nó là chị không đẻ được. Không đẻ được. Nhưng mà tại sao chị không đẻ được? Thì hồi đó chị có bầu một lần thì chị sảy thai. Nhưng mà sao nó có bầu được nữa thì làm tiếp. Thì ông đầu được thì làm gì, làm tiếp được cũng may. Ông có thả không? Rồi, ông có thả không? Ông thả thì thả có. Bình thường thả đều đó nè. Mà không có. Thì sau này ông mới nói thì sao? Ông nói là giờ bà cũng thương cái hoàn cảnh của tôi. Giờ tôi kiếm một đứa con, tôi ở với chung thủy với bà. Tôi hứa tôi không bỏ rơi bà. Rồi sau dắt cái người này về sống. Dắt về đâu? Dắt về sống chung một nhà. Ôi giời, cha mẹ ơi. Dắt về sống chung một nhà, đây là nói thử thật hai trong một... đáy lòng. Vậy là hai vợ không chồng luôn. Không bao giờ tôi đến đất này tôi làm, tôi không nói dối nói gian. Tôi nói tôi sai, tôi chịu trách nhiệm. Tôi sống thế có là, bản thân tôi sao giờ. Vậy sao có dắt không? Dắt về sống trong nhà. Dắt con... với chị khi dắt. Về là từ đây đầu dắt về từ. Là nói từ thế từ. Này khi dắt về. Dắt về. Giới thiệu với chị. Giới thiệu đến đầu giới thiệu là kìa. Đây là bà cá. Chưa giới thiệu người kia. Là người kia lên mạng a đồ như gặp nhau. Rồi. Thì con này là nghe anh Cường này nói. Con này là ở ở cái gì nhỉ? Người đâu? Người ở Quảng Bình, Quảng Trị gì đó. Cô Thảo này ở Quảng Bình, Quảng Trị. Tên Thảo hả? Cô Thảo vô nhà. Cô giáo Thảo hay là cô gì? Hay cô Thảo? Hồi xưa là đi tiếp bê ôm. Ui giời. Làm nghề bê ôm. Rồi Phạm Minh Cường này mà bia ôm là uống bia đúng không? Uống bia trai bóp, trai bóp, trai bóp. Nói là uống bia trai bóp, mình nói rõ ràng uống bia trai bóp. Nhưng sao chị biết? Mà không, khi Nguyễn Văn Cường dắt về nói, bà có công nhận không? Tôi quen một người em,
mà con này là tiếp bia ôm, làm nghề bia ôm. Con em nó khổ lắm, mà cho nó về ở chung với tụi mình làm ăn. Sau này về ở một thời gian là hai người giải trí tình cảm. Rồi là nói với tôi rằng là anh em không biết anh Cường có người, anh Cường nói rằng là anh chưa có vợ chứ có ai. Cô Thảo này từ ở Quảng Trị, Quảng Bình gì đó tôi không biết. Xách một vali đồ vô nhà ở. Mà còn họ còn nói là giờ đàn ông năm ba bà năm ba vợ được chứ có sao đâu. Cái người này còn xứng đáng làm một người cho xã hội để nhìn được không? Chị Tốt, chị cho hỏi là cái người tên Thảo ấy, đúng không? Về là hỏi chị là mẹ hay là chị là vợ hay là chị là ai? Nguyễn Văn Cường nói rằng là ở một mình không? Giới thiệu thì về gặp nhau ba về ba gặp này, tay ba này là giới thiệu sao thì giới thiệu là Nguyễn Văn Cường thì cũng nói thật là đây là vợ cả ở vì tôi là Nguyễn Văn Cường ở tôi 3 năm là vợ cả tuy còn... không cưới là cùng vợ đấy đấy còn kia là vợ hai vợ người kia là mới đến là cho là vợ hai nhưng mà người kia đẹp gái không người kia thì nói tóm lại vô hình như vậy chứ ngoài đời thì gớm lắm lắm gồ má cao mắt hí mở tí hí mất lươn mất lươn nó kêu không vừa đâu người đó là không tha ai đâu không tha nhưng mà mình đã thấy người ta tha chưa người ta về mà người ta cứ giành giật mình không à mình giành giật đi đến về nhà tối ngủ chung là tối mà ông Cường mà ông này mà quan tâm tôi cái là bà nó nhảy đứng lên kiếm chuyện rồi là bắt đầu quan tâm mà hỏi han quan tâm là động viên á thì chỉ vì nói rằng tôi ở tôi cần cái tình thương chứ tôi không có cần cái gì hết tôi mình sao tôi có cha có mẹ ông ở ông về già ông lo cho tôi chết đi thì tôi cũng để lại tất cả cho ông hoặc là tôi làm cho ông để sau này nếu tôi không để cho ông thì tôi sẽ bù đắp cho một người mà biết san sẻ biết thương tôi đừng bỏ rơi tôi không có cha mẹ không có anh em tôi chỉ là trẻ một cô lớn lên thôi tôi tin tưởng anh xong rồi là Nguyễn Văn Cường này dắt về xong bắt đầu là nghe cô Thảo này rồi bắt đầu là đánh đập tôi đổ ui máu giời, rồi là cô Thảo này kích đồng vào cho Nguyễn Văn Cường này đánh tôi đi làm về tôi nói là giờ trưa rồi không ai chở tôi về tôi đi bộ từ quán về nhà thì hai người đang ôm nhau ngủ ui giời, xong rồi tôi kêu ôm nhau ngủ hàng ngày nào cũng như vậy nhưng mà sao không ôm chị mà lại ôm cái bà kia rồi bắt đầu là khoan ôm nhưng mà ôm có chia ca không không là, dành là không ngày, không để em nói dành không có một ngày nào cho Nguyễn Văn Cường qua cứ làm khó ngôn này ôm mà giày vào Nguyễn Văn Cường từ, stop ôm nhưng ôm ở đâu mà ngủ ở đâu ngủ tại nhà có 2 phòng nhà của ai nhà của em mướn ôi giời ôi cha mẹ ơi thật đấy hả thật em nói sai đâu nhưng sao mình không muốn mướn một phòng mà mướn 2 phòng không cái nhà đó là một cái tòa nhà mình thuê tòa nhà thuê mình khóa cái nhà bên cái này mình để bắt phải ngủ chung hai người vô đóng cửa rầm chỉ vô đâu vô thì gọi mở cửa ra không mở hai người không mở xong rồi nó giành giật rồi đánh đập và đưa không. Đi bây giờ này nè tại sao mà mình lại để cho cái khoảng trống nó rộng như vậy mình không khóa một cửa này mình để đồ bên trong là mình tập trung mình 3 người mình ngủ một giường thôi hồi đó có con chị nữa phải để cái phòng riêng cho con chị nó con ngủ. Chị cho ngủ trong con chị là trai con gái chị, con gái ngủ với chị con gái nhiêu tuổi con gái của chị là 15 tuổi sao không cho ngủ phòng bên bên một phòng lại? Cái phòng bên đó là khi Nguyễn Văn Cường là con chị ngủ mà Nguyễn Văn Cường dắt cô Thảo này về là Nguyễn Văn Cường qua cái phòng đó ngủ với cô Thảo đó ngủ cái phòng đó lên đầu là cô Thảo nói là cô Thảo bữa đầu là cô vẻ ta đây lắm cô Thảo nói rằng là anh Cường ngủ với chị cái ơn này em nhờ ơn anh chị giúp đỡ em không quên ơn mà em không quên ơn em giật chồng chị tắng tờn luôn à thì tôi hỏi nhưng gia mà tại đình sao? Nhưng mà tại sao trước khi đưa về là mình lại đồng ý tại vì anh nói rằng cứ bắt buộc cái thế là không và có để, con phải đẻ con thì mình thế nhưng cũng mà bây giờ mình nhưng mà cái thế như vậy là mình đã chấp nhận để cho cái ông bồ này ông dắt bà khác về để đẻ con là có con rồi có thì con mình, đâu thì có chứ, đẻ được đứa con nào đâu mà còn làm hài người ta không hả không nhưng mà từ mới đẻ chứ đẻ đâu có đẻ ra trâu ra bò chứ đẻ gì phải thụ tinh mới đẻ ra cái gì có đứt á có bầu ngoài già con á không nuôi thôi được. bây giờ này rồi em hỏi lại ngược lại ban đầu chị quen mới lại là ông Nguyễn Văn Cường này là quen trong tình huống nào không tình huống là gặp nhau ở đâu gặp nhau và chị bán quán gì thì bán quán cà phê rồi giải khát rồi mình nói thẳng thắn nhé mình có gì mình ngại đúng rồi rồi là Nguyễn Văn Cường này là đi làm chị công ở, ty chị bán ở đâu? Bán hồi đó là chị bán ở ngoài Ngã Ba Nhân Trạch
ngã ba Trần sau rồi quen ảnh là cái ngã ba mình chặt đó mặt bằng người ta lấy lại chỉ vì vô bên Cam. Chỉ mới một cái mặt bằng chỉ bên bán Cam, bên Nhân Trạch luôn à, bên Cam trong bên Cam bên đi vào Nhân Trạch. Rồi khu nghiệp Nhân Trạch không đi sâu trong đi biết. Vô trong rồi biết rồi là hai người vì sống với nhau làm ăn rồi thì chị đang bán một mình bán 1.000 sau này quen gặp Nguyễn Minh Cường. Ông Cường này ông làm nghề gì? Là làm cơ khí. Cơ khí là cơ khí là cơ và khí đúng không? Cơ khí mà làm hàn xì gì đó. Đi hàn xì đúng không? Hay là chủ? Không, chủ đi làm cho người ta thôi. Rồi sao là hai người là uống cà phê không gặp nhau đúng không? Không, chị bán cà phê. Chị bán cà phê anh chờ chị mới đi qua nhà bà chị gái. Bà chị gái cái nghĩa cùng mình tay là bà cùng bán quán giới bà thiệu. Kêu chị quan cơm thì vì gặp anh Nguyễn Minh Cường này rồi Nguyễn Minh Cường này đã trở về quán tự dưng trở về luôn trở về quán nhưng mà quen chị khi nào chưa mà trở về thì mới ban đầu mà ban đầu trở luôn trở về trở về thì nói tóm lại về là quán sao nữa? Nói chuyện qua điện thoại cũng một hai ba ngày sau đâu, trở về. Là Nguyễn Minh Cường đi về ở với chị luôn. Từ từ khi gặp nhau ở nhà bà chị kết nghĩa người miền Tây trở về quán cà phê của chị là ông Cường này nó là trở về nhà chị đúng không? Thì về quán chị về quán, chị, sau về rồi quán là... lúc bây giờ là mấy giờ tối hay ban ngày? Bên ngày mấy giờ? Khi đó cũng 11-12 giờ trưa rồi. Chưa lúc ấy quán lâu rồi lúc, lâu rồi lúc, thì lúc, cũng... lúc ấy quán có khách không? Quán thì cùng lai dai lai dai là được mấy khách? Thì ngày buôn bán tùy thì ba bốn người nhưng hồi đó là đang dịch nhưng mà lại buôn bán được không phải như hồi nay. Có nghĩa là cái thời điểm này có khách không? Đưa về là có khách không? Không, chưa có khách. Không, không có ai? Chưa có ai. Có hai người? Hai người. Rồi thế mình nói chuyện gì? Nói chuyện rồi qua điện thoại bữa sau không, là mình đang gặp nhau nói chuyện điện thoại gì thì gặp nói chuyện trực tiếp này trực tiếp gì? Nói chuyện gì rồi là nhủ anh Cường nói là thôi về bữa nào sao anh Cường không đòi ở lại? Anh Cường nói ở lại là tối anh Cường về ra. Anh Cường ra tâm sự rồi tối nào? Ra tâm sự. Rồi tâm sự là tâm sự ở tâm đâu? Tâm sự nói chuyện được tại nhà quán luôn. Quán là lúc bây giờ là mấy đóng cửa chưa? Khi đó là cũng 10 giờ rồi đóng cửa. Là vô là anh ấy vô tâm sự là mình đóng cửa luôn. Đóng cửa để là... mình nói là buồn mà hai người tâm sự là nói tâm sự là đến mấy giờ? Tâm sự rồi anh bữa đầu là anh ở một chút anh về bữa sau là ở là nói... ở đâu? Ở tại ở trong phòng. Phòng. Phòng của chị đúng không? Phòng chị. Sau là này mình từ từ. Lúc là mình đóng cửa đúng không? Là đến lúc mà mình tâm sự là tình cảm. Tình cảm sau là này gọi là mình nói thẳng luôn là tình hai cảm người... sau những ngày hai không. Người sống với nhau. Biết rồi thì từ. Ai bảo sống, sống mà sống, từ từ. Sống mà sống, bình tĩnh. Gọi là hai người tâm sự nhau là 10 giờ đêm bắt đầu. Tâm sự nhau đến mấy giờ? Thì tâm sự tiếng 2 tiếng thì anh về đến chỗ ở á, anh sự, về đến chỗ ở. Tâm sự gì mà những 2 tiếng? Thì nói là chuyện là tôi cũng hoàn cảnh tôi cũng có cha có mẹ mà anh Cường này nhìn, đã sống. Anh Cường này nhìn đẹp trai không? Thì anh Cường này dẻo mồm đẹp trai mà dẻo cô nào mà không thích. Ui giời ơi. Ai mà trai tơ mà dẻo mồm đẹp trai anh thích. Đấy, trai tơ mà gặp gái này thì tôi. Mà thế mình là... thì trẻ một cô lớn nên mình nó cần tình thương sẵn nữa. Mà gặp cái ông này thì chết mê luôn. Thế là hôm đấy là mình tâm sự nhưng mình có làm cái gì không? Hay không, chỉ, nói chưa không? Chưa nói chuyện thôi. Đến sau này với sách giờ chuyển cái mặt bằng đó. Cái hộp đấy đó. Hôm đang tâm sự 10 giờ đêm mà mình khóa cửa rồi đấy là không ngồi nhậu thôi. Ngồi nhậu buồn là mua gà mua vịt ngủ nhậu. Đây ông ngủ lại không? Bữa đó anh về ông về công ty. Rồi về công ty nhưng hôm đấy là đây, vài bữa sau. Biết rồi từ từ. Thế là hôm nay tâm sự là ông không làm gì hết. Không. Thật không? Thật. Em nói thiệt. Nó có thật mà. Không từ thằng thật. Có mình nói có không rồi, có rồi, không? Hôm đấy là mấy giờ về? Rồi khoảng 11 giờ anh về. Rồi về có hứa hẹn không? Không, về thì bữa trưa anh đi làm đó, anh cũng mua cơm mua đồ lại, anh hỏi anh uống gì chưa? Sau rồi là tôi nói cái mặt bằng người ta lấy lại rồi giờ ông đi. Không, đại loại là anh có hứa hẹn gì hôm sau anh tới nữa không? Có, bao anh giờ hứa tới? Hẹn mấy tới. Mấy ngày tới? Cứ gọi điện thoại hai người sau tới tối là anh tới anh chở đi mấy ngày ấy đi làm răng làm đồ. Xong rồi là anh khi đó rồi vi chuyển cái mặt không, bằng đó đi vào. Biết rồi, mặt bằng cái gì? Không phải chuyển vô như bên Cam ở luôn chứ mình ở luôn là về là sống quyết định, chung. Anh quyết định là về ở luôn thế là nhưng mà mình đã yêu chưa hoặc mình đã thích chưa mà không mình cũng có cảm mến tình thương rồi thế còn anh ấy có nói là anh thì anh cũng có cảm động mình rồi anh cứ chịu đi chứ còn không có cảm động ai chịu đi trời nhưng mà anh ấy bảo là anh có thương em suốt đời không thì anh nói là giờ tôi khổ thì hoàn cảnh tôi như vậy thì khổ sướng hay tôi với bà ở với nhau đừng ai bỏ ai nói khổ cũng ở với nhau nhưng mà tôi với bà là khi nói chuyện ông tôi với bà ông ông nói tôi bà có khổ sướng thì khi về nhà rồi á ở với nhau rồi khi sướng khổ sướng gì tôi đói tôi khổ gì bà bị khổ gì tôi với bà ở với nhau đừng bỏ nhau khi sướng là cùng cùng la lên
mà khi cùng khổ ấy, khi khổ là mình anh cái gì vô cái kêu đó khi, làm gì khi khổ ấy là mình phải cố gắng chịu đựng đúng không? Thế rồi, là tôi tin tưởng là ở đâu? Ở quán mới đúng không? Ở quán mới ở ngoài Bến Cam. Thế là anh Cường này là anh có nói là anh sống giờ khi đó là anh sống với chị là anh cứ ở nhà thôi, hồi đó là anh ở nhà anh chứ cái làm ăn cái gì sau này rồi mình nuôi. Sau này anh mới đi làm, sau này anh bao nhiêu thời gian sau mới đi làm? Giờ, bước sang 23 bao nhiêu thời gian? 24 anh mới đi làm á. Là 25. Thế mình nuôi ông ấy là béo mập 25 liền. Nuôi trong nhà luôn. Ở trong nhà ăn chơi thoải mái. Có làm gì đâu. Thế chị chịu lỗi không? Thì mình cái tình thương mình ấy tổng quan là mình suy nghĩ cái gì? Nhưng mà lúc bây giờ mình nuôi ông ấy là ông ăn no béo mập như vậy, ông ở nhà không thì ông dưỡng mỡ thì mình có chịu lỗi không? Không. Nói tóm lại chị cứ lo đi làm mà chị cứ biết tối về là nói chuyện năm ba câu ngủ thôi, chị thì cần cái tình cảm ấy, chị đâu có cần cái đó đâu em. Nhưng là ngủ là ông ấy có ôm hôn thắm thiết, ông có hứa không? Cũng ngâm ngủ cũng tình cảm vui vẻ, sao thì có cô Thảo này đến với phá hạnh phúc gia đình người ta thôi chứ không biết rồi. Hồi đó là cô Thảo gì từ từ thế là hai bên vẫn hứa hẹn, nhưng mà tại sao mình không động viên chị, không động viên ông đi kiếm công an việc làm? Sau này anh mới đi làm cơ khí. Cơ khí ở Đồng Nai. Thế là hàng tháng ông có đem tiền về không? Cơ khí đó thì làm sao làm được vài ngày thì bị đứt chân. Làm được tuần lễ nửa tháng thì Nguyễn Văn Cường là bị đứt chân. Rồi. Thì tôi lo lắng cho Nguyễn Văn Cường này tất cả đầy đủ. Nội quy này ông có đi làm kiếm tiền về nuôi mình không? Không, làm đủ bản thân cho ông ăn rồi lấy đâu mà nuôi. Thế thì chị ở mấy ông để làm gì? Chị ở đây nghỉ là chị không có cái tình thương cha mẹ, chỉ cần một người dừa nương tựa để có một cái niềm vui để động lực cho mình làm ăn. Nhưng mà tại sao mình không quen những người đàn ông lớn lớn tuổi mà mình quen mấy ông tướng này? Người lớn tuổi thì nói tóm lại mình cũng biết người ta có vợ hay không, mình cũng sợ hãi nữa. Mình phải tìm hiểu. Thì mình cũng biết người ta thật hay người ta giả nữa, thì quen mấy tay không vợ đi, nó có khổ đi cũng không ai tới chà đạp mình. Nhưng mà ông tướng này là năm nay là sinh năm 93, năm nay 31 tuổi rồi. 31 tuổi. Mà hồi thời điểm là cách đây 4 năm. 4 năm. 27 tuổi. 27 hồi đó là sùng ở 27 là 28 tuổi là khỏe lắm. Tuổi này khỏe, mới lớn mà trai mới lớn. Rồi là Nguyễn Văn Cường ấy nói là thôi, giờ mùa mưa tới rồi. Bà bán đi một chỉ vàng. Nhưng mà tại sao mình không gọi nhau bằng anh em mà gọi nhau bằng không, ông hay nói vậy, ngoài đời thì mình kêu anh em thôi, thì trong đời ông nói chị sao thì nói vậy. Thử thật mình phải phơi bày chứ. Đúng rồi. Ông nói rằng thôi, giờ mùa mưa tới rồi bà bán chỉ vàng đi. Bà bán chỉ vàng đi mua cây cối thì về cho nhà trồng, mai mốt tôi và về làm nhà ở. Rồi mình, em cũng bán chỉ vàng mua chỉ? Cây. Bán mấy chỉ? Một cái chỉ vàng đó là 2 chỉ. 2 chỉ là mấy triệu? Hồi đó vàng có 5 triệu một chỉ thôi. Không, 5 triệu nào, 5 triệu là thời Tống rồi. 5 triệu một chỉ. Vàng 5 triệu được thời là hồi đó là chưa vàng lên. Là bán để mua cây cối, là mua cây bít mít để về trồng. Trồng được nhiều không? Trồng được khoảng 1000 cây, bao nhiêu cây chính quan trọng. Trồng ở đâu, mình có đất không? Trồng đất của Nguyễn Văn Cường. Nguyễn Văn Cường có đất à? Có đất của ông nội cho. Ui, cái gì giàu rồi. Ông nội cho mình đất, chứ cha mẹ không cho, ông nội cho mình đất. Nhưng mà chị đã xác định là ông tướng Cường này là có vợ chưa? Ông tướng Cường này là chưa có vợ. Khẳng định là chưa có vợ. Tại chị về nhà với ông đúng, rồi chị về ngoài khi có vợ đâu. Cái này thích lắm đấy nhỉ. Thì tại vì chị này cần một người không có gia đình, chị thì sống mới có, mà người lớn tuổi rồi thì biết người ta có gia đình hay chưa. Người ta này đập mình chết nữa. Ôi giời ơi, đập trai tân đây này. Hàng tơ này lại cao rồi, to bác đẹp trai. Nguyễn Văn Cường ông Cường này cao to đẹp trai không? Đẹp trai to cao. Đẹp bằng em không? Đẹp bằng em đẹp không? Đẹp hơn đẹp hơn chết, đẹp hơn luôn. Nhưng mà cao rồi, to cao to. Cao to hơn đây không? Cao to hơn. Cao to hơn. Trắng không? Cũng người ngâm ngâm á. Ngâm ngâm da trâu nhìn nó thế đẹp. Chỉ nhưng có là vô hình thì nó đẹp chút để trên ngoài đời bình thường. Nhưng mà nói chuyện có ngọt không? Nói chuyện thì cộc cà, khi nào ngọt á, dùng cái lời gì sai của mình á là ngọt. Nhưng mà bình thường là không có ngọt. Anh Cường này cao khoảng mét mấy? Mét 70 á. Nhưng mà có dài không? Cái bình thường dài gì đâu. Thế thì cũng... có quan trọng kiểu đó đâu. Nhưng mà quan trọng là mình có yêu không? Quan trọng là mình thương. Thương như có nào? Mình thương cái điểm gì mình nhất? Mình thương cái hoàn cảnh anh kể là có cha có mẹ, mà anh em từ nhỏ lớn lên, từ làm ăn ra ngoài đời không ai lo. Theo chị nhìn thì chị nghĩ là ông nói cũng thật. Mà ông cũng là đưa chị về nhà thật thà, chứ ông không có lừa là ông dắt về gia đình đường hoàng. Nhà ông với thì thế ông tướng Cường là yêu chị là yêu cái điểm gì nhất? Yêu là cái chỗ là sống bản chất là thương người, rồi thật thà, rồi là ông có cha có mẹ,
là nghỉ cái chỗ đó thôi. Nên có thương ở điểm nào là cái, có thương điểm 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 mà lết na đẹp gái đẹp gái thì chỉ có bình thường không có đẹp không, đâu chị cũng đẹp đẹp chứ chị cũng đẹp chị già rồi cái 4 năm đẹp mà lắm mà khi 3 năm trước á anh ở với chị á là cũng hạnh phúc không có giờ sau này cái cô Thảo này vào vì vì làm cho tan vỡ. Nhưng mà tại sao mình quyết định đồng ý cho một người phụ nữ tại vì chị cũng nằm nghỉ chị suy nghĩ rồi đời người mình sống phải có lương tâm phải có lòng tha thứ tha mình thứ. Ở với ai cũng phải có tha thứ có người ta cho người ta một cái điểm để sau này ta có cái tương lai cũng có một đứa con khi ta chết đi ta có người chồng gầy mình cứ nghĩ như vậy là mình chấp nhận chứ không ai mà chấp nhận đúng không chị mình cứ nghĩ vậy tại vì mình cứ, người ta ở với mình chị... người ta cứ nói rằng là bà không để con biết thì rồi, mai mất như thế nào chị nghe này không có người đàn ông nào nha mà được chấp nhận là một người vợ hai người chồng đúng rồi ai thì không có người đàn bà nào người ta chấp nhận là một mình hai người khác chia san sẻ trừ giá người ta không biết mà đây chị cho ở chung luôn thì cho ở chung chị chiều ý ông mình chiều ý ông luôn chiều ý theo ý là mà mình vẫn bắt được quả tang là mình ôm nhau liên tục luôn chiều ý tù ý của ông á về nhà sống đàn ấy sống trong ngoài đồng trong một cái nhà là rồi, một vợ hai chồng một chuyện bình thường không có sao nhưng mà cô Thảo này là cứ giành giật không muốn cho Nguyễn Văn Cường này qua lại đúng rồi cô già này là suối để cho Nguyễn Văn Cường đánh đập mà cô Thảo nó đáng giá một con người làm rồi, một con người không không đáng giá mình tính sao cái này là hàng tơ và hàng ngon hàng tơ gì cô này hai đứa con muốn đập ông có chết được rồi không đang nói là ông này này ông tướng Cường này này ừ. Hàng tơ mạnh mạnh luôn là cái cô ông này dẻo mồm mà đấy thế mà cái cô Giao Thảo này hồi ông ở vì bao nhiêu người mà toàn có ai lo chứ đâu rồi khi ở vì chị vì lo chứ gia đình bị quý sĩ quý hóa chứ hồi đó là không ai nhìn nói tóm lại về ở vì chị là đầy đủ tình nghi đẹp trai vòng vàng có xe cò có ăn mặc bằng trai chị cu cấp hết chị lo hết đẹp trai nên là về gia đình quý là con phải đáng giữ đáng quý vì người ta đừng có bỏ rơi người ta cái hoàn cảnh này. Ta đau khổ ta lo mình nhưng mà Nguyễn Văn Cường này mình cố chấp bây giờ thế này hiện tại là tại sao mà mình đang sống với nhau hạnh phúc mà hôm nay chị lại phải về đây tại vì người ta cứ hứa hẹn chị hoài làm chị bức xúc hứa cái gì đây hứa là thôi bà cứ chịu khó ở một mình bà vậy đi rồi tôi sắp xếp rồi bà về ở với tôi rồi là vì nó làm ăn rồi khi Nguyễn Văn Cường này ra ở toàn là có cái gì đâu ở với cô này khổ lắm ở cái nhà trọ không có đồ dùng không có một cái gì có nghĩa là bắt đầu là có nghĩa là Nguyễn Văn Cường là hứa với chị hứa với chị là bà đừng bà hiểu tôi bà phải hiểu cho tôi là giờ tôi ở cơ giờ cô khó tôi khó xử lắm được bà được. Thì bà thông cảm nên người kia không thông cảm tôi, cho tôi bỏ bà tôi cũng tiếc mà tôi con kia máy cái tơ hơn thì tôi còn tiếc hơn con kia thì nhỏ tuổi hơn chị một vài tuổi thôi chưa nói thì tơ thì chẳng có tơ đâu không tơ hả rồi kế là có một đời chồng có một đời chồng mà hai đứa con rồi mà quê ở Bình nhưng mà sao? Quảng Bình Quảng Trị quê đẹp... cô Thảo ở Bình Quảng Bình Quảng Trị nhưng mà sao đẹp gái vậy là vô hình vậy thôi chứ ngoài giờ đưa đây cho chị cầm chị chơi thôi đẹp lắm nhìn đẹp gái lắm rồi là nhưng mà bây giờ này ông Cường này ông lừa chị hay chị lừa ông Cường chị không có lừa cái gì anh Cường ông Cường lừa chị cái gì ông cứ hứa hẹn chị là nhưng mà hứa cái gì là bà cứ ở vậy đi rồi sao nữa rồi sau này tôi làm ăn có bà làm ăn có về dưới đó đưa đồ đạc về ở chung là tài sản của tôi ở với Nguyễn Minh Cường là tôi có một cái xe vi sinh nhờ của nhờ vị, quân vị xe vi sinh xe biển vi số mấy vi sinh biển số mấy để con số bao nhiêu đấy tôi được là màu gì màu đỏ đỏ đô xe này mua lâu chưa xe đó mua cũng 2 năm rồi ai mua chị mua đứng tên nhờ con nhỏ em đứng tên dùng con nhỏ vậy em kết nghĩa dùng bỏ, xe mình bỏ tiền mua thế là mình mua là mình đi hay là mình cho ông mua ông... để có cái phương tiện để cho chị vi Nguyễn Văn Cường đi ông Cường ông đang có bồ khác mình không hồi đó chưa chưa hồi đó chưa chị mới mua sắm chứ có rồi ai mà mua sắm làm chi rồi thế là rồi sao cái xe đấy là đâu rồi cái xe đó là Nguyễn Văn Cường cắm sao lại cắm cắm đi Nguyễn Văn Cường cắm một lần 15 triệu là nói giờ tôi khổ quá ở nhà trò khổ quá đi làm không đủ bà lấy về bà lấy về cho nghe tôi nè. Để khoan để em từ từ xe mình đang mua đứng tên để mình đi lại tại sao lại cho ông Cường ông ấy mượn ông đi cắm ông ở phòng trọ khác không có ông ở với chị không biết đi xe cái xe mua để cho ông chờ đi chờ lại chị rồi. Không biết đi xe rồi là từ Nguyễn... từ. Tại sao mà lý do gì mà xe của mình mà ông ấy cắm xong rồi ông ấy ở chỗ khác sao?
ông cấm là ông ở riêng ra với cái con này, nghe lời con này đi thuê cái nhà trọ khác ở. Rồi bắt đầu là từ từ. Trước khi ông đi cắm xe là ông đang ở với chị hay ở với con kia? Khi ở với chị rồi sau rồi bắt đầu và hai người thù thì là hai người đánh chị. Đánh chị xong từ chị bị bức mình. Không không được, chị nói chuyện em tinh ý lắm. Xe của chị mua. Ờ. Lúc cái thời điểm đấy chị đang mua xe là chị có sống với ông Cường không? Có sống bên Cường mà. Thế ông Cường có làm nghề gì? Ông Cường sao đi làm cơ khí. Rồi cơ khí hàng ngày đi lại không? Đi bằng xe gì? Ông xe đi, đâu? Đi bằng xe vi sinh. Xe của chị với ông sống á. Thế trước đây ông đi xe gì? Ông đi căng xe căng hải à? Hồi xưa là ông có một cái xe quen. Sao? Mà không có cái xe màu xanh mà thế đến tại... với chị mà đi mua đá bị công an nó bắt. Thế là rồi, mất. Không có giấy tờ chị nói bỏ luôn đi. Rồi mất. Rồi là để tôi đi mua cái xe mới để đi. Rồi. Bây giờ cửa thế? Không có xe lấy rồi, gì mà đi rồi. Là đi lại. Biết rồi, biết rồi. Sau đó là mình mua xe là hai người đi chung. Dạ. Nhưng trong thời gian mua chung ấy, là chị có biết là ông Cường mà đang có bồ khác không? Không. Không hả? Thì không biết sau này ông về vì kể, ông cứ kể qua loa cho chị nghe thôi. Thế là một cái một trong đêm là ông đi mất luôn, ông ấy cầm xe bán xe luôn. Không có cầm ở ngoài đó cùng gọi điện thoại qua lại thôi. Rồi là năn nỉ là giờ tôi khổ quá. Con kia đi bệnh viện giờ con nào tiền. Đâu có liên quan con kia. Biết là không liên quan. Đang ở con đó là đưa con không được. Đang ở với chị mà đi mua đang xe ở với chị mua mà xe, tại sao mua lại, chị, tại, mua sao chị lại, ở. Tại sao lại tôi cầm xe tôi đi nuôi con kia. Là cầm xe giờ không có cái đi bà chuộc về dùng cho tôi. Rồi bà chuộc về cho tôi sao nữa. Rồi là, nhưng mà chị có hỏi là cầm xe để làm gì không. Cầm gì để làm gì không. Nói rằng là tôi cho người ta mượn tiền. Ai mượn? Thằng bạn mượn tiền mà giờ... Thằng bạn mượn tiền mà sao này ông Cường này ông... Ông này cầm xe mà tôi nghi rằng là không phải ông bạn mượn tiền. Nhưng ông cầm xe để ông mà... đi mua cái xe xe ô tô để người ta bán lại cho ông. Ông cần thì chắc ông cầm để ông trả cho người rồi, ta. Bây giờ này. Vậy là cầm 15 triệu. Cầm 15 triệu. Có giấy không? Cầm 15 triệu là ông đi chuộc. Có thì... giấy không? Có giấy cầm đồ không? Giấy cầm đồ thì ông giữ. Chị có thấy không? Ông... Có thấy không? Để ông đưa về cho chị coi được hoàng. Có thấy giấy cầm đồ không? Giấy cầm đồ rõ ràng. Có, ông đưa không? Cho chị coi. Ông cầm ở đâu biết không? Ông cầm chị chuộc về rồi. Biết rồi, biết là chuộc về rồi. Cầm ở ngoài, ông thôi, cầm ở năng chùa. Thôi được rồi, xin tốt, được rồi. Vậy là cầm xe 15 triệu. Ông nói là ông lấy tiền, ông làm gì? Ông lấy tiền. Ông nói với chị là ông lấy ông tiền làm nói, gì? Lấy tiền để trả nợ cho người ta khổ. Đang cho ở với chị, chị nuôi. Chị nuôi mấy năm liền. Mà tự nhiên trả lại cho ai? Trả nợ, nói là giờ mắc nợ người ta. Mắc lại từ bao giờ? Mắc nợ khi bước chân mà không ra không ở vị trí ra ngoài ra khổ. Không, không có cái chỗ ăn chỗ. Không, đang sống với chị 2-3 năm liền. Chị đang nuôi liền. Rồi. Thì đang nuôi cần gì sau này đi với con này cầm xe thôi. Không, lặng yên. Thì mắc lợ, ông nói mắc lợ cái gì? Mắc nợ cái gì ông nói cho bạn, ông nói mượn. Ông cứ nói với chị vậy thôi. Rồi, chị được rồi, biết thôi, cái được gì rồi. Đâu. Thôi được rồi. Thế là mình đi lấy chuộc về. Chuộc về đến lần sau nữa. Chuộc về là ông có ấm mình không? Ông chuộc về chuyển nhà đồ về nhà ở với chị tiếp. Ô, hai người không được. Không, hai người ở với chị tiếp. Không, từ từ. Mà lại nói chuyện này. Bục chục quá, hai người ở với chị tiếp. Từ từ. Hai người nào? Mới có ông Cường mà tự nhiên hai ông người. Ông Cường cùng việc bị cầm đồ dắt cái con nó về nhà ở chung với chị, năn nỉ chị là giờ tha thứ cho một lần quay về sống. À không. Chị nói chuyện không được. Cái gì ông được? Cường với chị mà đang sống với nhau trong một thời gian rất dài mấy năm liền. Vì vậy nên là không có xe để đi lại. Chị mới quyết định đi mua rồi, cái xe Vision. Rồi, mua cái xe Vision. À Vision đi, Vision. Nói cho nó hoành tráng, Vision. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô. Và ông Cường này ông đem ông bán mất. Cầm. Rồi ông cầm. Chị là người đi chuộc về. Chị là người đưa tiền cho ông đi chuộc về. Rồi, mà ông Cường nói là cầm tiền đó, chị hỏi là ông Cường nói là cầm tiền đó để cho bạn mượn. À, ông sau nói vậy thôi. Là cái thời điểm ấy là ông ấy đang ở đâu? Là ông với chị cãi nhau là ông đi ra ngoài ở. Rồi là, ông tại đi sao? Ra ngoài ở. Tại rồi sao? Là... Không, từ từ. Đang ở với chị mà tại sao lại cãi nhau? Thì cãi nhau là ý là ở chung mà giờ hai bà kia thì dành không, bà kia nào? Không. Chị nói chuyện không được, chị nói là không được, làm sao qua mặt em được. Trời ơi, qua mặt gì chú. Em nghe bây giờ em đang hỏi chị lại. Chị và ông Cường đang sống là chỉ có tay đôi, không có tay ba. Tay ba sau này về có tay ba ở trong nhà. Đấy là về sau, chứ. Đấy là sau tiếp một đắp rồi, có thời điểm mua xe này nè. Mua xe thì hồi đó là chưa, chị mua là ông đi được cái xe 2 năm rồi đó. Thế hôm ông Cường cắm xe là tay ba hay tay đôi? Tay ba chứ. Sao lại ông tay ba lúc nào từ lúc nào xuất hiện? Không, từ xuất hiện là nó ăn tết xong rồi nó vô là nó nói sách đỏ vô ông Cường rồi, là chỉ có ở chung cho chị đi ở được. Chung thôi được rồi, từ từ cho chị đi đường tắt luôn. Cho chị qua một bước luôn rồi. Bởi vì cái câu này là chị vẫn không trả lời được, nhưng mà thôi cho chị đi đường tắt rồi. Thế khi cắm xe đó là ông Cường tự dưng ông ấy biến chỗ khác rồi ông lại quay lại, ông dắt thêm một con về.
ông dắt người đó về ở rồi, ông ấy nói giờ khổ quá. Bà tha thứ cho tôi đi, tôi đi về. Bà chuộc xe dùng tôi đi làm. Thì tôi khi đó mình đang thương mà em. Nói gì mình nghe vậy đó thôi. Không, chị nói chuyện này không được, thấy là vô lý. Không vô lý ở cái điểm này này. Hai người đang sống với nhau. Thì ông dắt về ông sống rồi. Không. Chị và cái tên Cường này, tên nhân tình Cường này nè, đang sống với nhau và một ngày nào đó đẹp trời ông Cường này đem xe đi cắm mắt, nói là cắm xe cho đúng bạn rồi, 15 triệu. 15 triệu. Chị là người bỏ tiền cho ông vâng, Cường lấy xe, rồi, lấy xe về. Và tự dưng mà ông Cường đang sống với chị tại sao đi dắt bồ về? Thì ông cứ nói là mày không để được con cho tao thì tao tìm một người để đẻ con thôi. Rồi xong ông sao? Cứ bắt buộc chị cái thế đó thì chị biết làm sao? Tìm người đẻ con này là có hứa với hẹn là bà kia bà dắt về là nói giới thiệu là chị là bà 1 hay bà 2. Ông cứ nói là giờ tôi sống với hai bà, tôi bỏ bà nào? Sống hai bà là ông làm giữa. Hay là mỗi người một phòng hay chia ca? Mỗi người chia ca. Chia ca là chị ca ngày hay ca đêm? Chị thì sao không được, chị bên không, ngày chị đi làm. Không được, mình chị bên ngày chị đi làm, được, tối mình... chị đi về. Vậy là chị ăn ca đêm. Ca đêm mà cũng không có ăn ca nào hết trơn, con kia dành hết rồi. Đúng rồi, nó ăn thằng tơ rồi. Bây giờ em nói thật, bây giờ chị đi ăn miếng thịt. Bây giờ em nói thẳng với chị, bây giờ chị đi mua ăn hàng, ăn quán, ăn thì chị ăn miếng ngon hay ăn miếng xương? Thì đúng rồi. Chị ăn, chị gắp xương trước hay chị gắp thịt? Mình gắp ngon chứ, gắp em là em, gắp. Em là em gắp miếng thịt đào mềm. Em là... trai ha. Với em là em gắp miếng thịt đào mềm. Đúng đó. Rồi. Em nhai luốt trước. Ừ. Còn xương nào là không gặm được thì mình ném mẹ đi. Ừ. Đúng chưa? Ừ. Thôi bây giờ này. Thế là ông Cường ông lấy, ông lừa chị một lần chuộc xe. Rồi lần sau nữa là ông ở với người này bữa Tết. Là ông chuyển đồ của chị đi hết. Là chị đưa cho ông 5 phân vàng. Là chị nói giờ nhà nó chuyển rồi, giờ ông chuyển dùng nhà tôi với ông đi chuyển. 5 phân vàng. Là ông nói rằng là bà ở lại mà buôn bán đi, tôi sống với bà mấy năm nữa tôi lấy đồ bà làm cái gì. À, tôi đi, tôi chở đồ về cho bà, tôi dọn nhà cho bà, về bà ăn Tết. Rồi cuối cùng Tết cũng cho, không cho về, giữ lại cái phòng đó để hai người ở. Không cho về để bác quần áo cũng có mà mặc, đồ cũng có mà ăn. Tết thì bước sang 2024 này. Là xong Tết năm mới, Tết đây á. Là chỉ vì buồn quá, chỉ đi về với gia đình ông á. Ừ. Chị về, ông nội nói câu thằng Cường đâu về mà con về. Ừ. Em nói thằng Cường nó ở với con Thảo, nó có cho nó về với con đâu. Ừ. Thì ông nội nói tối bữa 29 á, là nó dắt cái con Thảo nó về đây. Ừ. Mà cả gia đình ai cũng lắc đầu, không ai trả lời. Nó quê quá, nó chở con nó đi. Nó về nó giới thiệu vợ. Rồi ông nội về nói, ông nội với mong một thì chị đi chúc Tết ông nội. Thì buồn chị thuê một cái taxi. Ừ. Chị biết xe thì thuê một cái taxi về với ông nội, gia đình của ông Cường chúc Tết, về thăm ba của anh Cường. Thì ông nội nói rằng là ai mày cũng dần đưa về đây là làm vợ mày hết. Con vợ mày về đây một mình sao mày không về? Bắt đầu là nó nói hai đứa nói là Tết có ai chúc Tết mà bị công an bắt không? Nó nói mày đi về với chục Tết tức báo công an bắt mày, thế tao ăn cắp ăn trộm gì mà báo công an bắt, chục Tết có ai cấm không? Rồi sao đó? Rồi bắt đầu là về là hai người dầm dịch, là ngày nào cũng gọi điện chửi. Người ta đi bằng xe gì? Hồi đó là người ta còn đi xe vi sinh của chị luôn. Thôi trời đất quỷ thần. Đang đi xe vi sinh của chị, hai người Tết là đang còn đi xe vi sinh của chị đó. Thế chị đi bằng cái gì? Chị có xe đâu mà đi, chị đi đâu bằng taxi không à? Má là má, sao má khôn dữ hả? Xe của mình mà đi ông để cho ông tướng này ông đi chở con bồ khác ông đi chơi du lịch, đi chơi Tết. Để Tết. Mà để mình ở nhà đi đi bằng taxi. Mình đi taxi. Ừ. Hay là mình nhiều tiền mình cho ông mượn rồi mình đi taxi. Thì ông nói giờ ông nói thì chị không biết chữ. Thì cái người bán xe cho chị á, chị nói thôi. Ở với ông Cường ở cái tình cái nghĩa thôi. Cái xe đáng giá mất gì đâu mà sợ mất. Thôi tao không biết chửi thì mày nhờ ông Cường ký dùng đi rồi tiền bạc tao đóng xong phẳng. Ký gì? Ký dùng mình nhận cái xe này là của Bùi Thị Hiền rồi á. Mà ý là chung thì mình như vợ chồng mình đâu suy nghĩ là xe ai có ai đâu. Chị tin tưởng mà. Ai đứng tên? Đứng tên là của chị Ly mua xe dùng chưa sang tên. Chưa sang tên luôn. Tiền của mình. Ừ, tiền của mình mua xe mua, tiền xong phẳng mua xe bao nhiêu tiền mua xe đó là hồi đó mùa dịch là xe cũng đắt bằng góp ra thành 52 triệu. Ô xe góp à? Ừ. Mà góp xong xuôi rồi cái bữa Nguyễn Văn Cường vì sừng có 30, 32, 33 triệu mà hồi đó là xe không có giá, xe đang có một hàng về nó đắt xe. Đắt cái gì mà đắt? Thì mình mua góp người ta ăn chứ sao mình biết được cái chuyện của người ta. Mình xong phẳng thôi, tôi giúp nhà mình quý rồi, mình không nghĩ cái điều đó. Mình cũng muốn sòng phẳng mà, mua bán sòng phẳng mình cũng muốn là mang tiếng. Thế là cuối cùng là để nhân tình mình trở lại cái bà... À, bà tình nhân. Bà tình nhân. Ừ. Nhân tình trở bà tình nhân. Bà nhân tình cả tình nhân. Rồi đi vòng vòng chúc Tết. Tết.
xong rồi đi đâu cũng khoe khoang. Rồi thế cái cuối cùng cái xe đấy làm sao? Mới chuộc có một lần thôi. Rồi dần sau là ra Tết gọi điện thoại, ta ăn Tết xong rồi tao cầm xe rồi. Tao cầm xe rồi, tao mua cái xe mới rồi, tao nhủ cái con Thảo này đứng tên. Xe của mày với tao ở đó tao cầm rồi. Giờ mày có chuộc không? Tao đưa mày ra chuộc cái xe đó về mà đi. Thế Nguyễn Văn Cường này chở chị ra cái chỗ tiệm xe, chuộc cái xe 19 triệu tiếp. Tại sao mà mình không phản ứng gì mà mình đi chuộc tiền? Mình có nhiều tiền không? Chị còn nhiều tiền không? Thì nói tóm này, không mình nghĩ cái xe kỷ niệm chị không muốn bỏ. Nói tóm này còn nhiều tiền không? Hôm đấy cũng không chết đói. Không, hôm đấy là mình có bao nhiêu tiền? Đấy, hôm đó là chị đi con nhủ con nhỏ em cho mượn 19 triệu đi chuộc cái xe về. Nhưng mà hôm đấy là chị ở với ông Cường lúc ôm nhau là ông Cường có thủ tí và lỗ tai như thế này là: anh ơi, em có nhiều tiền lắm không? Không, tiền bạc thì nói tóm lại chị cũng không có kể. Chị làm chị đưa không cho kể. Ông sao thì ông cờ ông lấy thì thôi. Nhưng mà không chứ kể. Chị thì nhưng không mà, kể. Nhưng không kể tại sao ông cứ bắt mình đi chuộc hoài vậy? Thì ông biết cái lòng của chị hay giá thì hay tha thứ. Nói là nghe. Sao chị cũng nói là ông bán luôn thì tôi thưa công an luôn. Thì ông nói giờ tao bán luôn mày cũng làm được gì tao. Đó là mày bán. Rồi bây giờ này, ông gọi là ông lừa hai lần chuộc xe. Dạ, hai lần chuộc xe. Mình thuộc dạng con vịt. Mình là con vịt ngâu ngáo, nói sao mình nghe vậy? Con vịt này khôn nó mà ngáo là mà ngáo. Vịt này là cắn hàng là mà ngáo. Cắn chi vì mất tiền mất tình chứ không cắn chi ai mất tiền mất tình trời. Nhưng mà mình giờ em không thương anh em có dám đưa tài sản cho người ta không? Nhưng mà mình đã cắn hàng chưa? Thì thương rồi thì biết làm sao? Thương rồi nhưng mà quan trọng là thương nhưng mà cắn hàng chưa? Thì cắn hàng mấy năm rồi, cả cuộc đời 3 năm mình hy sinh cho người ta ăn ngủ mình không tiếc cái đất tiếc cái gì? Nhưng có phê không? Thì nói rằng thích không? Cũng được. Tới tầm không? Tới lão chưa? Cũng ok. Thế cho nên không bỏ được đúng không? Mình nói đàn bà nào vô là khó bỏ lắm. Đấy, ui giời, thế ông này ông làm hết bài luôn à? Hết bài bà nào cũng mê. Con đừng có mê quá, đi sợ mất ống á. Con kia cũng mê luôn. Con kia mê quá, sợ mất ống á. Một khi ông về, ông tâm sự là ông phải giấu bà. Sao? Ông không dám nói. Sao ông làm mình hết bài, sao mình không làm ông hết bài luôn để mà đẳng cấp hơn con kia? Đây càng cấp hơn, nhưng mà cái đẳng cấp của chị là thế này. Sao? Chị sống, làm người, mình phải có điểm tha vị, có lòng tự trọng. Mình không phải vì đàn ông mà mình nói sao mình nghe, nhưng mà mình phải để cho người ta thoải mái. Nhưng mà mình phải để cho thoải mái sau này ai tốt ai xấu chỉ sẽ hiểu ra thôi. Không, chứ mình mà... có giành giật cái người đàn ông để làm cái gì? Nhưng mà hiểu... giành nhau cười cho. Nhưng mà hiểu ra thì muộn rồi, sao mình không làm hết bài để ông mê mẩn mình luôn? Người ta có cái cách gì hay lắm. Ôi. Nó làm cái gì mà nói ngược nói xuôi ông cũng nghe. Chị có làm được đâu? Có ngày nó buồn chính... ngại không tao? À. Chính tỏ chị đi chưa hết bài, chưa hết những đường quyền. À vậy yeah. Hả? Những đường quyền chị đi mới có phần 3 nhưng bà kia là đi đến 8-9% rồi. Chị mới có 2% thôi. Thì cho như vậy đi. Mình thua cái đó đi nha. Có thế người ta mới ôm. Có thế ông mới ôm bà cái hoài mà ông không ôm chị. Không. Ông là ông có lấy vàng của chị không? Vàng bạc thì hồi đó chị ở thì nói tóm vợ chồng mà chị đưa cho ông đeo thôi. Chị sinh nhật, sinh nhật ông á thì chị cũng nói rồi, tôi ở với ông mà sinh nhật ông không ai làm cho ông, tôi làm cái sinh nhật thì tôi mua cho ông một xây vàng chuyền vàng tây ba chỉ. Là ông đeo ông đừng có bán đi để sau này ốm đau ông thủ thân. Cuối cùng thủ thân đâu, đi gái bán hết, không còn ngang. Trời ơi cha mẹ ơi, má ơi là má, sao má khôn dữ rồi má. Khôn dữ rồi. Đúng là. Thì sao mà nói hoài vậy, thương thì mình đâu có suy nghĩ cái gì thôi. Bà thương cái gì, cái hàng người ta thương cái gì? Không, thương cái con người. Người cái gì? Người ta lấy xe mình, người ta chở tình nhân rồi, chở vợ bé rồi, xong người ta bắt mình đi chuộc, mình cũng đi chuộc. Xong tự nhiên lại đi sinh nhật cho cái ông tướng cánh con này. Cuối cùng là sinh nhật này mình đã biết là ông ấy tính ông ấy lăng nhăng rồi, mà mình lại mua cho ông cổng dây chuyền to vật vã nữa để ông lại đi cho mấy gái nữa. Không, hồi đó là ông khổ lắm, ông đến với chị lắm có gì đâu. Sau ở với chị là ăn mặc bảnh trai, giày dép đầy đủ, tiện nghi. Nhưng mà tiền của ai mua? Tiền của chị hết. Ôi giời ơi, má ơi, thế này mà. Nhưng mà thôi rồi cũng đúng thôi. Thế là tổng cộng giờ mình mất những cái gì? Giờ là đồ đạc của chị, đồ dùng cá nhân chị mua 45 triệu. Tất cả đồ dùng máy giặt, rồi là tủ, rồi đồ xài của chị, giường nằm, đệm gối gì để chị sử dụng. Ông chuyển đi hết, ông lấy, ông không trả. Chị đi đâu mà để ông chuyển? Chị nhủ ông chuyển dùng. Ông nói là ông... bà đừng có về để tôi chuyển đồ cho bà. Tôi không lấy của bà đâu. Chuyển là chuyển đi đâu? Chuyển đi ra ngoài bên Cam, thuê nhà ở, rồi giấu không cho chị biết chỗ. Đấy là gọi ăn cắp rồi. Nhưng cái rồi... thời gian đấy còn sống với chị không? Thì đi, sống với con nó mà đi lại đi qua đi con lại, đi lại. Lâu lâu sang chị làm điếu rồi đúng không? Thì không, mình cứ phải nói thật. Không, cứ mấy ngày một, qua. Không, một tháng mình làm được cái thôi. Tháng mới qua làm một phát. Ôi giời, đặt quá má ơi.
rồi có sao mình nói vậy. Đúng rồi, hàng này hết khí quách mẹ rồi, nó ăn ít rồi, hàng kia rồi trong, nó ăn hết hàng kia đâu mà ăn hàng này nữa. Thì kỳ nó mình ăn hàng này à. Thế tại sao mình gạ nó? Thì mình cũng thương. Bắt nó kiệt luôn, mình bắt nó kiệt sức luôn. Thôi, mình có người đâu thế đâu. Mình không, bắt nó kiệt nó không đi được nữa. Mà lại dại rồi. Thế là cuối cùng là mất đồ trong gia đình, là có đồ dùng của phòng trọ mình, là TV, đồ cá nhân, máy giặt, đồ tiện nghi để xài, để mình dùng cụ để sống. Lâu chưa, ông đi lâu chưa? Ông đi cũng được nửa năm rồi. Thế tại sao mà giờ mới về đây? Thì em tính về mà cứ cứ nghĩ là mình làm thế này có được hay không, mình cứ nghĩ cho người ta, mà người ta không nghĩ cho mình. Rồi, thế bây giờ, mình có mất vàng không? Giờ vàng bạc gì ở quán khác về gì chị cho nữa. Cho là tổng cộng mất bao nhiêu chỉ? 3 chỉ, vì đợt mà đi du lịch Nha Trang làm từ thiện như làm A Đồ Phạm Cường gì đó, Nguyễn Cường gì đó. Ôi. Là đi làm từ thiện bao gì đó. Bao nhiêu chỉ? Là chỉ đưa ông 1,5 chỉ ông đeo. Chỉ rưỡi. Chỉ rưỡi ông đeo, mà ông đeo rồi là ông đi ra ngoài Nha Trang á. Ông đi làm từ thiện. Cho cái ăn luôn. Ông xài ông bán 5 phân, ông về ông sồi chỉ la. Nhưng mà 1,5 chỉ thì làm sao mà bán được 5 phân? Thì 1 chỉ 5 phân. Cắt chi 5 phân thì vì nó làm riêng những cái 5 phân cái này đó. Đây là vàng hả? Bằng giá cũng vậy đó. Cũng vậy, kể nó đi, ai nói gì nó. Rồi xong rồi là bán 5 phân thì sồi chỉ về la. Đi mua 5 phân giả đeo vô. Ui 5 phân giả đeo vô đi được 2 ngày, đeo 2 ngày nó bạc mẻ được còn đâu nữa. Nhưng mà cái này có bạc không? Cái này hàng giả thì có bạc không? Ông trao 5 phân mà ông đeo mà cứ bạc hoài ông cược. Có đâu. Cái này nó dày với bà nhìn sao ấy. Trời ơi, cái vàng giả tôi biết, vàng thật tôi biết ông. Tôi không ngu đâu. Thế cái này thật hay giả? Ê, tôi đỡ mất 1 triệu mẹ rồi, tôi mất 4 triệu rồi. Tôi chết thật thật. Tôi mất 1 triệu rồi đấy. Bây giờ là cái này giả đúng không? Rồi đấy. Cái đưa cái tấm hình chị đăng lên nha. Đấy. Cái này là giả này. Đấy. Thế bây giờ là tổng cộng là mình mất là 3 chỉ dây chuyền này. 3 chỉ to bằng đây không? To. Hồi đó nó kéo. Thế cái này không? Cái này là cái nếu này mà là cái này nếu mà bằng thật là mấy chỉ? Và cái này là hơn 2 chỉ. Nhưng mà đây là bằng giả thôi chứ nếu mà thật là hơn 2 chỉ đúng không? Đấy, thế để tôi biết đường. Để tôi quy ra lúa xem là có được lúa không. Tôi mất 1 triệu rồi. Đấy, mua 1 triệu đây cô chú anh chị. Đấy, mua 1 triệu. Chị gái này chị nói là mình nói là đây thật hay giả. Chị gái này chị nói là đây. Rồi là ở với người này đau bệnh tật về nói chị là giờ bà tôi đau mắt, không có tiền bà cho tôi tiền mua thuốc uống. Rồi chị nói thôi ông đau mắt thì ra đây tôi cho ông tiền mua thuốc uống. Rồi bữa sau đi bệnh viện này ra đấy. À cái sáng cái bữa mà chị chủ nhật chị cho đi bữa thứ hai á, cho anh mượn cái quạt em, là ông ra bữa thứ hai là ông ra ông nói bà tôi đau bụng đi ở chảy bà có ơi. Tiền không bà cho tôi tiền tôi đi chuyển nước. Ui giời ơi, chị vì nói rằng là mày ở với con thảo nó lo cho mày được sao mà giờ mày ra đây mày xin tiền mua thuốc. Ui mà mày ơi. Mày đăng lên là chồng yêu vợ yêu, chồng nói vợ nghe, mà sao mà chồng nói vợ nghe mà không có thuốc uống vậy trời. Chị nói chị không cho, chị điên quá chị la ông á, ông về. Ui giời ơi, đúng là vàng xịn chưa? Đẳng cấp chưa? Tôi mất mẹ 1 triệu rồi. Cái đó thật đấy. Thật đâu, thật đó. Nhưng mà sao thế này? Thì cái này là... Chùi đi. Nóng này. Chùi đi. Nhưng mà, thật... thế, này... Nhưng mà thế này tôi mất 1 triệu rồi. Thôi tôi mất mẹ đi. Lỡ đây, tôi chỉ ném bố đi. Mất giờ hôm nay sáng giờ mở mắt hôm nay mình bước chân trái. Giờ là chị bốc xúc của chị lên này chị nhờ hiệp sĩ Bình Dương giúp đời chị. Bây giờ này, chị còn yêu ông cờ không? Thì nó cái tình thương. Nói to lên. Chị cũng thương. Thương ở cái gì? Thương cái điểm là cái hoàn cảnh có cha có mẹ mà từ lúc từ thật như mình là ngoài đời trẻ một cô vậy thôi, mình cứ nghĩ như vậy thôi. Thương chứ là, mình thương, thì, thương không phải cái thiên dục đâu cha ơi, cứ nói vậy tầm bậy hoài à. Nghe mệt ghê cái má. Thương là ông này là nói chuyện ngọt. Ngọt. Mà thương mà là... nín, đàn bà phải siêu lòng. Đấy là chuyện ngọt đó. Ngọt bà nào cũng siêu lòng. Thế là đến giờ phút này là chị đã xác định là ông này ông dụ được bao nhiêu bà rồi. Nói tóm lại là ông ở với nhiều bà lắm rồi. Là bao nhiêu bà? Còn hồi đó ông ở 3-4 bà rồi. Trời ơi, thế là còn cái tí xí quách để cho mình ăn. Thế là mình nhai không nổi, bây giờ mình cũng buông luôn. Sao giờ mình cũng yêu tiếp đi. Giờ yêu tiếp gì? Mình bám theo đuổi luôn. Mình bám theo đuổi làm gì? Người ta tưởng mình cần người ta thì người ta ra người ta làm cao thượng lắm, người ta khinh bỉ mình, người ta nói nặng nên nẻ. Nên mình cứ để rồi ai tốt ai xấu rồi sao tự người ta hiểu thôi. Thế bây giờ thế này. Giờ mình chỉ cần trả đồ cho mình để mình có cái cuộc sống mình làm ăn thôi. Nói tóm lại như vậy thôi. Hôm nay chị về đây nhờ tìm ông về ở chung hay là tìm để làm gì?
chị tìm anh Cường này là để trả những cái số đồ cho chị, để cho tổng cộng những cái gì nào, bao nhiêu tài sản? Tài sản của chị là xe thì chị chuộc rồi, còn là tủ lạnh, máy giặt, tủ nằm, tủ ngồi, chén bát, đệm được tất cả chị sắm vô là 4-5 triệu. Nhưng mà giờ bán ra thì cũng không ai mua được 2-3 triệu đâu. Khi mua thì đắt, chứ khi bán dùng chẳng ai mua đâu. Bây giờ này, cái số tài sản đó, những đồ dùng cá nhân mà trong phòng trọ, chị mua hay ông Cường mua? Chị mua. Chị khẳng định lại là chị mua hay ông Cường mua? Hoàn toàn là chị bỏ tiền ra, anh Cường không vậy làm là thì có tiền mua. Ông này là hiện nay ông đang lừa đảo chị. Đúng chưa? Đúng rồi, chính nếu xác. Nếu chị khẳng định như vậy là ông Cường đang lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của chị. Đúng, đúng rồi, đưa 5 phân để chuyển đồ mà không trả người ta, nói giờ anh đưa khổ. Đưa 5 phân để chuyển đồ là chở đồ đi dùng. Đồ đi dùng. Mà không chở đồ đi mất. Chở đi chở đi mượn nhà trò hai người ở. Có cứ, bây cứ, giờ có nghĩa là chở đồ đi mất. Bởi mất. Không biết đi đâu. Không biết đi đâu. Bao nhiêu thời gian là chị không liên hệ được cho ông Cường? Thì ông gọi điện thoại cho chị thôi. Gọi chứ ông bây giờ gọi điện được không? Bây giờ gọi điện cho ông Cường được không? Gọi điện máy chị bị hết tiền mà nó ông chặn cuộc gọi chị rồi. Ông chặn cả Zalo cả số điện thoại rồi ông chặn. Ông sợ quan này. Bây giờ ý ông muốn sao? Giờ chị muốn là Nguyễn Văn Cường này trả đồ cho chị. Bây giờ chị nói lớn tiếng lên. Tôi muốn Nguyễn Văn Cường này trả đồ cho tôi để cho tôi làm ăn. Còn cuộc sống tương lai của tôi nữa. Còn tình cảm ai mà thương anh thật như tôi thì tôi chúc mừng. Còn mà không thật nữa thì sau này anh tự hiểu tôi tốt với anh thế nào. Anh đừng phụ lòng của tôi. Thì tình thương tôi đặt quá tình cảm nặng với anh nên tôi vẫn đã đau khổ. Không phải là ai đau khổ, tôi tự rút lui. Bây giờ là ông Cường ông nói là ông sẽ quyết định đem toàn bộ tài sản những cái gì đó về đưa cho chị. Và ông lại tiếp tục là ông đến với chị mà ông ôm và ông yêu thương chị giống như ngày nào. Chị có đồng ý không? Chị vẫn tha thứ. Chứ chị không có ghét bỏ, tại vì là chị trẻ một cô lớn nên chị không cần cái gì hết, chỉ cần cái cuộc đời của chị còn lại thôi. Trời trẻ một cô, chị em thấy chị nhắc này là em cũng đau lòng. Chị không có cần thiết gì, chị tin tưởng ông á. Chị phải đặt niềm tin quá gì quá lớn. Nhưng mà ông làm chị đau quá. Tội nghiệp quá. Cô chú chị thấy chị cũng không muốn lên đây đâu. Chị nói thiệt, lên đây cũng không hay họ gì đâu. Nhưng mà sự bức xúc của chị không thể nào chị nén được. Nên chị phải lên cho cộng đồng mạng cho biết rằng là đừng có bao giờ tin người ta như tôi thế này nè. Đây là những cái bài học. Một bài học cho mình. Đó, những cái bài học này của rất nhiều chị em phụ nữ hiện nay đang mắc phải. Rất nhiều người chị em phụ nữ mình có thể là không có chồng, có con, hoặc là độc thân, hoặc nhiều lý do khác nhau, muốn kiếm một người bầu bạn. Nhưng mà nghe những lời ngọt của một số gã đàn ông chuyên dụ, mục đích chính là lừa. Nên chị cũng không muốn đâu, chị bỏ việc làm chị lên đây. Và chị cũng có một cái ấm ức. Trong anh Cường anh nói rằng là mày không có bề thế, anh em bà con gì hết. Mày không làm được cái gì đâu. Không ai mà cứu mày đâu. Mày giờ giết chết không ai biết đâu. Bây giờ là chị chính thức là vẫn mong muốn là tha thứ cho ông Cường. Nếu ông còn tình nghĩa nghĩ tới chị khi cực khổ với ông mấy năm trời, về nhà ông coi như là vợ của ông đi, không cưới hỏi cũng là vợ đi, thì chị chỉ cần khi mà chị ốm đau có người lo chị là được, chứ chị không có cần một cái gì em là người đó tiền bạc chị hết trơn. Em hỏi lại chị một lần nữa, ông Cường là nếu tiếp tục quay trở về sống với chị mà ông không đi làm ăn gì, ông lại tiếp tục như ngày xưa là cái ngày mới quen hoặc mới biết hoặc mới ở với nhau, ông ấy tiếp tục để gần như là chị phải đi cung phụng, phải kiếm tiền nuôi cho ông hàng ngày như vậy, chị thấy có đáng không? Chị cũng thì nói tóm lại có đáng không? Thì cũng không đáng em. Không thì đáng. Nghĩ lại là thế không tại đáng. Sao mình không sống một mình cho khỏe? Nhưng mà chị sống chị như cũng... này chị đi lẽ ra là hàng ngày chị kiếm 100 ngàn có thể chị ăn 2-3 ngày, nhưng nuôi ông tướng này hàng đêm chị phải dậy đi tắm đi rửa, cái điều thứ nhất là bất cập, điều thứ hai là mắt tắt đít ngó là ông ấy đi tiêm chỗ khác, điều thứ ba là tự dưng mình ở với ông ấy mình phải nuôi thêm kinh phí tiền ăn tiền ở tiền điện, phải chi phí tốn kém hơn. Tại thì, sao mình không mình thì nói tóm lại mà người đàn bà nào cũng cần một cái tình thương che chở, tình còn làm ăn thì mình... ai cũng có một cái kiếm sao? Một cái chỗ dựa để buồn vui chia sẻ chứ. Bây, nói thiệt thì ai cũng này, phải làm ăn thôi. Nếu chị thực sự muốn tìm một người đàn ông, anh em đây sẽ giúp chị. Rồi, được không? Được. Ok không? Ok. Rồi anh em sẽ giúp chị tìm một người đàn ông khoảng chạc tuổi, trên dưới 50 tuổi hoặc 60-70 tuổi cũng được. Không, 70 tuổi thì chị cũng không cần. Thế chị cần chị bao nhiêu cần tuổi? Khoảng
ba mấy 40 trở lại thôi. Ôi giời này, má ơi, trâu già này, má có thể cảm giác có lo này má. Không, khi đó mình sống, mình nhờ mà, cái người nương tựa, phải nương tựa được chứ. Mà, người mà nương tựa đưa về làm gì? Nhưng mà thế này được không? Đúng không em trai? Như này có được không? Ok. Được không? Ok, ok. Chắc không? Chắc. Giời giờ ơi. Tôi cùng nói đây, cô Thảo đến làm tan nát gia đình tôi thì cô Thảo có hạnh phúc không? Rồi sau này cô Thảo sẽ có một niềm đau như tôi. Đừng bao giờ cô Thảo hân hoan là cô Thảo hơn tôi nha. Một ngày nào của cô Thảo đau hơn tôi nữa đó. Nên tôi cũng khuyên gia đình cô Thảo là đừng có bao giờ mà tin cô Thảo, vì Nguyễn Văn Cường này là sống với tôi bao nhiêu năm thì còn chà đạp tôi được, thì người con này cũng giống như tôi mà thôi. Nên là tôi mong cô Thảo phải rút kinh nghiệm một bài học. Cô Thảo đừng có mê mùi mà cô Thảo đạp hết tất cả tình thương của người khác, trẻ mồ côi lớn lên. Cô Thảo đập vùi người ta một đống vì người ta phải nói lại cô Thảo thôi. Cái này cô Thảo không trách tôi được. Tại cô vô nhà, cô làm mất hạnh phúc gia đình tôi là tại cô. Cô đã thường đi tiếp bê ôm. Thì cô phải hiểu rằng cái luật đời cô đi ra ngoài xã hội, cô đã từng tìm hiểu rồi. Thì tại sao cô lại còn làm thế này? Cô phải làm cho một cái gương soi để cho nó sáng. Bên này cô này chà đạp một người không có gia đình, không có cha mẹ, kể mà cô lớn lên tìm một cái chỗ yêu thương thì cô này cướp giật của người ta làm chồng mình, có hạnh phúc không cô Thảo? Rồi bây giờ cô này có hạnh phúc không, hay rồi. Cô nằm trong đau khổ người ta. Ok rồi chị, cô sung sướng chưa? Rồi hết bức xúc chưa, thỏa mãn chưa? Rồi. Bây giờ này, hôm nay chị về đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ câu chuyện mà bạn trai nói chuyện ngon ngọt, gọi là một nhân tình trẻ, một vợ hai chồng. Đúng không? Đây là câu chuyện một vợ hai chồng, chính xác rồi. Chính xác rồi đó. Đúng chưa? Đúng, chính xác. Một vợ hai chồng mà gọi là lừa cả tình cả tiền. Chị chia sẻ cái câu chuyện này là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Đúng sự thật. Nếu sai? Nếu sai tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trước pháp luật nha. Trước pháp luật. Ok chị. Rồi hôm nay chị về đây ấy, chị nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ cái câu chuyện này. Là chị có mong muốn là các anh em chia sẻ tất cả thông tin của chị để đăng lên mạng xã hội không? Chị mong muốn là hiệp sĩ Bình Dương sẽ giúp chị đăng lên hết mạng xã hội từ nước ngoài nước trong. Rồi. Để cho anh em bà con người ta biết được cái mặt thật của hai người này. Rồi. Và hai người này tin là lên TikTok và làm idol. TikTok tên gì? Idol của Phạm Văn Cường. TikTok là Phạm Văn Cường đúng không? Nói hay lắm, nhưng mà làm trong TikTok và idol này á, nói tốt chưa mà lòng chưa tốt đâu các bác. Đừng có bao giờ nghe rồi mấy người này. Bây giờ chị có điều là muốn cảnh báo trên video này, hy vọng tất cả chị em phụ nữ mà sồn sồn giống như chị mà em đã từng cảnh báo, tránh tình trạng mà nghe những lời ngon tiếng ngọt một số gã đàn ông để mất cả tiền mất cả tình, đến giờ phút này khóc không. Rồi mà chị lên tiếng. Rồi thì tôi cũng đến đây cũng nhờ cộng đồng mạng giúp đời tôi, san sẻ cho tôi. Tôi cũng thiếu tình thương, tôi tin tưởng vào anh Nguyễn Văn Cường này. Là tôi không có cha có mẹ, trẻ mồ côi lớn lên. Tôi quá đặt cao niềm tin của Nguyễn Văn Cường ở Đồng Nai. Ông anh Cường này là ở Đồng Nai. Nhân Trạch. Nhân Trạch. Rồi, ok chị. Thôi bây giờ này, giờ là cộng đồng mạng cũng xem một bài học của tôi để mà rút kinh nghiệm. Đừng có bao giờ nghe lời đàn ông ngoan ngọt. Nói chung là ông Nguyễn Ba Thanh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông nói rồi, cái dây rút kinh nghiệm có thể rút suốt đời. Nhưng mỗi một người sẽ phải có kinh nghiệm trong cuộc sống và từng tin đó là sự thật. Tất cả những điều mà người ta chia sẻ ngon ngọt, đặc biệt là chị lớn tuổi, chị năm nay 47 tuổi rồi nha. Đấy, mà bây giờ đúng ra là 48 cơ, tuổi các cụ là 48 nhưng em cứ cho là chị đã 47. Đúng chưa? Mà chị quen một thanh niên rất trẻ này, mà thanh niên rất trẻ này rất lực, nó rất sung mãn. Có thể là cái nó tấm hình này chị cầm được không? Nó có thể là nó sẽ không chị ăn phải làm cái tấm hình cho có nó. Thể nó sẽ không ăn hàng chị đâu, mà nó ăn nhiều hàng khác. Em giải thích như vậy để cho chị hiểu nhá. Chị hãy tỉnh táo, mình đừng mù quáng trong tất cả cuộc tình yêu. Đàn ông ấy, người ta lớn tuổi, người ta quen phụ nữ nhỏ tuổi là khác, nhưng chị đặc biệt là một người phụ nữ lớn tuổi mà chị quen những người đàn ông nhỏ tuổi, là câu chuyện này để mà có hạnh phúc là hàng triệu trường hợp, chỉ có 1-2 trường hợp thôi, một tỷ lệ 1% xác suất rất nhỏ nha. Chứ chị đừng nghĩ người ta đẹp trai, người ta không có vợ, người ta sẽ chuyện ngọt. Em mà chưa có vợ mà em nói chuyện ngọt thì gái bu xếp hàng, đúng chưa? Em nói chuyện rất nghiêm túc, không bao giờ em quen những người mà hơn em đến mấy chục tuổi. Thành má mình rồi. Nếu chị lấy chồng sớm
16, 17 tuổi lấy chồng. Đó thằng Cường đó, ông Cường ấy là con chị rồi, chứ không phải chị bằng ngoài của anh đâu nhá. Nhưng mà thôi, mọi chuyện đã lỡ rồi. Đây hy vọng chia sẻ câu chuyện này, thực sự là chị gái này nói thật luôn. Mong rất mong là các cô chú anh chị hãy thông cảm chị gái này. Cái thứ nhất là chị chia sẻ là hoàn toàn là gia đình mồ côi, chị không có anh em bà con. Vì vậy thấy là một cuộc tình mà người đàn ông nói chuyện rất ngọt, chị tưởng thật. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai đặc biệt là nghiêm trọng hơn là chị gái này không được tiếp xúc với sách vở. Vì vậy chị gái này nó mới chứng nghĩa là hoàn toàn không biết gì. Đó, vì vậy mới bị một người đàn ông người ta dụ như này. Đây là một bài học vô cùng rất đắt giá. Thôi hôm nay thì thực sự là cái câu chuyện này chia sẻ cũng rất dài rồi. Hy vọng là đây là một bài học vô cùng đắt giá cho nhiều chị em phụ nữ. Hãy cố gắng chia sẻ video này nhiều hơn nữa. Để cho tránh tình trạng mà các chị em phụ nữ bị sập bẫy như này. Cuối video cho phép công Trần xin thay mặt các anh em thì mình Dương. Dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.